Tụi cậu thấy chưa cả nhà? Chàng ơi, bỏ 10 bữa rồi mà sao nó còn khỏe dữ vậy? Chắc nó mới vô á. Gắn hạ lương ta. Ủa mẹ, chàng ơi, cá khủng. Ui là chàng, coi nè, cá dày khủng nha. Em thấy là quá đẹp. Những cá lóc bự. Dạ, thân dân kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Dân bỏ cái luồng lờ này ven rừng gần 10 bữa rồi không có đi thăm. Hôm nay mới có thời gian. Không biết là có cá không, có chắc nó ngủm hết rồi. Dạo gần đây dân ít ra video là cả nhà biết sao không? Dân có kinh doanh thêm ở trên TikTok á. Cả nhà nào mà muốn giảm cân, muốn uống mát mẻ thì đi vô TikTok mua ủng hộ dân nha. Dân trà đập ổi thì TikTok sẽ thấy cái hình đại diện là dân á. Úi chàng ơi, tụi cậu thấy chưa cả nhà? Chàng ơi, bỏ 10 bữa rồi mà sao nó còn khỏe dữ vậy? Chắc nó mới vô á. Gắn hạ luôn ta. Cá nó dạng dạng lặn lặn kìa. Chàng ơi, thì quái, chưa có đụng nó luôn á. Dữ vậy. Có qua mắt không trời? Trong rừng đừng làm mình sợ. Ủa đâu mất đi rồi? Ôi trời, không mất đi rồi. Ôi không không không. Ôi trời ơi, cái này á. Ôi trời ơi, cá bự, cá bự. Cá chê, cá lóc chưa biết nha. Rồi bây giờ dân ngắm lên đây. Ôi là trời, ôi nó làm cái mê nè. Đã quá. Trời ơi, con cá lóc bự đáng thương lui. Ui nó ốm. Chỉ là cho em cá lóc bự vô thùng thôi. Mấy cá sặc để lại dụ mấy cá kia. Ui tươi tải hết trơn à. Vô lâu rồi đó, ốm nhôm à. Bỏ vô, đặt lại cái chỗ này nữa, im rồi đi nữa. Tới cái nữa, không biết có không đây. Cái chỗ này rất là ấm. Thì nó nhúng nhích. Một con. Cá dày. Cái này cả nhà. Cây sậy á, lên cây luôn rồi nè. Ô, cá dày với cá sặc. Đúng luôn à. Để đặt lại chỗ cũ. Cái này nó hơi khó dở nè. Cỏ chằng chịt trơn. Yêu nhu à. Đúng nhất chứ. Ui, ui thổ. Mày ơi. Một núi luôn rồi. Bỏ cỡ 10 bữa rồi. Cho nên em nào vô trước á, nó bị khờ. Mèn ngu ba con. Ba con luôn. Đồ với lóc chơi chung nha. Đứng cái này đi. Nó khờ khờ rồi. Mình không có sợ đâu. Kệ. Lên khó lắm. Có con cá rô nữa. Hai con này khờ ở trên nè. Chắc
vô lâu. Rồi, mớ ốc với cái sặc là mình để lại đi tiếp nữa. Đây khó xuống. Tưởng không có không à? Ai ngờ đâu. Có vậy. Một nồi ốc luôn cả ký á. Con này trúng cái dày nha, cái dày với cái ốc. Nè, coi sơ đi một lát nữa mình dỡ hết rồi coi sao nha. Đặt lại chỗ này cho ốc ra bớt. Tới cái cuối cùng. Thêm đu. Chỗ này đường đường đã dính à. Cá chê đồ bự bự không à. Hiện tượng. Ui, ui là mẹ. Hiện ơi. Cá khủng. Cái cuối cùng mày bắn gì ta. U là tèn. Con cá dày chà bá lửa luôn. Có kìa. Nó uống đu, uống nặng. Nè, đi lên luôn. Lâu lắm rồi, mình mới có được một con cá dày bự như thế này. Chuyện u. Cá gồ biển bên đây ngủm mày. Ý. Trời ơi, anh ấy mạnh lắm. Ý hèn ơi. Được thôi, được thôi. Điện. U là chèn của nó bự nè. Hơn cùng tay của dân luôn. Cái dài này là hiếm lắm luôn á. Đã giờ dính mấy em rồi. Mà nhỏ nhỏ. Cái em này là lâu năm rồi nè. Hiếm gặp nha. Vô thùng. Đặt lại cái lò này rồi. Kiếm chỗ mát. Đổ ra gỗ cho cả nhà coi. Hôm nay trúng cái dày. Cá ốc nữa. Cái luồng lò này dân bỏ 10 bữa rồi đó. Quá trúng. U là chèn. Coi nè. Cá dày khủng nha. Cá dày lâu năm. Cá lóc. Cá rô. Hôm nay không có cá chê. Cá sặc thì một nồi. Nhưng mà dân dạo gần đây không có bắt cá sặc. Nè. Hôm nay á, là tổng cộng 3 em cá dày. Có em cá dày này là bự nhất. Dọc sống lâu năm. Giống này là giống hiếm. Để cái mỏ nè. Ôi. Em ấy á, là quá đẹp. Ú ù. Bên đây, em cá lóc bự nhất nè. Mua cái đằng không lợi nữa hả? Nè, em cá lóc bự. Ngon. Cho vô thùng. Hai em cá dày. Và tổng cộng 3 cá dày. Con này nữa là 3 con cá lóc nha. Ui cá lóc này nó nhỏ quá, mình kiếm chỗ thả đi. Cái em này nhỏ quá. Hồi nãy là cái này cô dân không có quay. Hồi kiếm chỗ thả nha. Ở đây cỏ quá. Được 3 em cá gô. Bỏ cái luồng lò ven đường này 10 bữa rồi. Hôm nay quay lại thăm trúng mánh. Cá lóc cá dày. Cá dày hiếm không đó. Dạ đến đây thì Thanh Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm luồng lò bỏ 10 bữa trúng đậm. Dạ Thanh Dân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.